dark, a tidal wave dancing light. Fill it up now, waiting for the drop is the wonder. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện chân quý của các quý vị. Đặc biệt vô cùng đặc biệt và quan trọng của Lucy ngày hôm nay. 2023 là một năm vô cùng là khó khăn và rất là nhiều thử thách. Nhưng mà chúng ta thì đã cố gắng và nỗ lực hết mình. Chúng ta đã có thể x5, x10 so với những năm ngoái đúng không ạ? Thế vậy thì các bạn có tin rằng năm 2024 này các bạn còn bùng nổ hơn nữa không ạ? Đây cũng là một buổi để kỷ niệm 2 năm chúng ta thành lập công ty Lucin. Và chúng ta cũng sẽ có những cái bước đi mới nhất trong năm 2024 này. Cho mảnh đất hình chữ S Việt Nam kết hợp cùng cuộc cách toàn cầu global chính là ý nghĩa mục tiêu lớn lao, là định hướng xây dựng tập đoàn hướng đến top đầu của Việt Nam. Turn it up now, sending only good vibrations. A whole wall of sound crashing down all the